Hai thanh chào các em, hôm nay ta tiếp tục khảo sát về sóng cơ. Phần ta đang khảo sát đây là sóng dừng. Trước hết ta nắm vững về lý thuyết và khái niệm về sóng dừng. Khi một sóng tới và sóng phản xạ của nó truyền theo cùng một phương, thì chúng giao thoa với nhau. Một kết quả là trên phương truyền sóng có những điểm cố định, mà các phần tử vật chất ngay tại đó luôn dao động với biên độ cực đại, ta gọi đó là bùng. Và những điểm khác mà các phần tử vật chất tại đó luôn đứng yên, ta gọi đó là nút. Các dao động này sẽ tạo thành là một sóng không truyền đi trong không gian, ta gọi đó là sóng dừng. Vậy sóng dừng là sóng có các nút và bụng cố định trong không gian. Còn tiếp theo, ta giải thích hình thành sóng dừng trên một sợi dây và nêu cái điều kiện để sóng có, để có sóng dừng. A là cách hình thành sóng dừng, thì ta buộc cái đầu B của sợi dây này vào một điểm cố định, vào tường, và cho cái đầu A này nó dao động, thay đổi dần cái độ rung, tức là thay đổi tần số đầu A như trong hình. Thì đến lúc nào đó ta thấy sợi dây nó ổn định, trong đó có những chỗ dao động rất mạnh, tôi gọi là bụng sóng, và những chỗ hầu như là không dao động, tôi gọi đó là nút. Về phần giải thích, như hình vẽ ta có hình vẽ thế này, tức là tay ta nắm cái đầu dây cho nó dao động đưa lên đưa xuống thế này, thì cho nó xuất hiện trên dây là cái sóng dừng với vận tốc truyền sóng nó là V. Sau đó là sóng nó truyền tới một điểm này là điểm cố định. Vậy là dao động truyền từ A đến B là một dạng sóng ngang đến B, sóng này nó phản xạ truyền ngược lại A, thỏa mãn điều kiện sóng kết hợp và ngược với nhau. Lúc này là tại độ B đây là cố định, thì hai sóng này giao thoa tạo nên đây là sóng dừng. Phần B là kết quả cho ta thấy là khoảng cách giữa hai bụng sóng, hai nút sóng liên tiếp nó là lambda. Đây là khoảng cách giữa hai bụng, đây là khoảng cách giữa hai nút, nó đều là lambda chia 2. Và khoảng cách giữa bụng và nút thì nó là lambda chia 4. Mà trong vẽ đây là trường hợp đây là hai đầu đầu cố định. Tại cái vị trí cố định thì sóng tới và phóng xạ và sóng phản xạ là ngược nhau. Tới đây là có đầu B là cố định, đầu A là nguồn sóng, A truyền tới B. Rồi ngay tại B nó truyền ngược lại, thì ngay tại B thì nó sẽ là ngược pha với sóng truyền cả đến. Rồi khoảng thời gian ngắn nhất mà để dây duỗi thẳng là 0,5T. Đây là những hình vẽ. Đây là thời gian ngắn nhất đây. Dây nó duỗi thẳng như trên vẽ đây. Người ta thấy như phần này đây chính là 0,5T, tức là T chia 2. Đối với hai độ cố định, đối với một độ cố định và độ hở thì nó cũng như vậy. Rồi hai điểm mà đối xứng với nhau thì qua nước sóng thì luôn luôn là ngược pha nhau, mà hai điểm đối xứng qua bụng sóng, tức là ở đây đây hai nước đối bụng sóng thì luôn luôn là cùng pha. Sau đây ta sẽ xem phần video để miêu tả cái hiện tượng này.
ta khảo sát về điều kiện để có sóng dừng. Trường hợp sóng dừng với hai đầu là nút, tức là vật cản cố định đó, hai bên cố định đó, thì khoảng cách giữa hai đầu ví dụ là L nó bằng là K nhân lambda chia cho 2 với K 1, 2, 3, L là chiều dài của dây. Rồi, vị trí các điểm bụng nó cách cái đầu B của sợi dây, ta có là D bằng K trừ 1 phần 2 nhân lambda chia cho 2. Thì ta có là số bụng sóng á, cái hiệu đó nó là N là bụng thì bằng K. Còn số bó sóng á cũng là bằng K. Và số nút sóng á thì nó bằng này là K cộng 1. Rồi trở lại hình vẽ đây. Ở đây ta nhớ cái màu, cái vùng mà ta tô màu đây, ta gọi đây là bó. Những điểm cao này ta gọi đây là bụng. Và điểm này đây là nút. Vì đối với hai đầu cố định ta thấy rõ ràng đây là, ở trong hình vẽ này ta có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tức là 7 bó sóng. Tương ứng với nó đây là 7 bụng. Thấy chưa nào? Trong khi số nút á, thì nó là lớn hơn 1. Nó có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nút. Tức là ta nhớ là số bụng và số bó là bằng nhau là bằng K. Còn số nút là hơn 1 là K cộng 1. Rồi vị trí các điểm nút và cách đầu B của sợi dây. Để có là D bằng K lambda chia cho 2 với giá trị K bằng 1, 2 hoặc là 3. Rồi trường hợp ta xét là cái bắt đầu cố định và bắt đầu tự do, đầu hở ở như trên vé này, đầu tự do B, thì ta có khoảng cách với AB thì nó bằng là N là bằng 2K cộng 1 tất cả nhân cho lambda chia cho 4 và với giá trị K 0, 1, 2. Rồi vị trí cái điểm bụng cách đầu A thì ta có là D thì bằng đây là K nhân lambda chia cho 2 với K 1, 2 là 3. Rồi vị trí các điểm nút cách đầu A, điểm nút cách đầu A nó bằng là K cộng 1 bằng 2 để tất cả là nhân cho lambda chia cho 2. Về số bụng bó và nút, ở đây là bụng thì nó bằng là K cộng 1, bó là K, rồi nút là K cộng 1. Ở đây tên vẽ nói về bụng, ta có là 1 bụng, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nói về nút 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy là bụng và nút là bằng nhau. Còn về bó sóng, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là bó sóng thì nó kém hơn 1. Ta chú ý rồi đó. Tiếp theo, ta khảo sát về việc viết phương trình sóng dừng. Trước hết là viết phương trình sóng dừng trên sợi dây AB. Một sợi dây mảnh AB nó có chiều dài L không giãn, đầu B cố định, đầu A dao động. Phương trình dao động ngay tại đầu A ta có là UA bằng A cos omega t. Giờ xét một điểm M cách B khoảng cách là x. Phương trình dao động tại điểm M do sóng từ A truyền đến M, người ta có là U1 bằng A cos omega t trừ cho 2B N là trừ x chia lambda. Do MB bằng x rồi thì AM sẽ bằng là N là trừ x. Rồi phương trình dao động tại B do sóng A truyền đến, người ta có là UB
bằng A cos omega t trừ IBL chia lambda. Thì phương trình dao động tại B của sóng băng xạ nó là ngược pha, thành ra là U phẩy B nó bằng trừ UB thì bằng trừ A cos omega t trừ 2BL chia cho lambda. À, phương trình dao động tại M do sóng phản xạ từ B đến thì ta có là U2 bằng trừ A cos omega t trừ cho 2B L cộng chữ X chia lambda. Thì ta đã mất dấu trừ đi, biết đâu công thức vẫn giác, ta được là A cos omega t trừ 2B L cộng X chia lambda cộng chữ B. Thì phương trình dao động tổng hợp ngay tại điểm M ta có là UM thì bằng là U1 cộng chữ U2. Rồi chút ba lần thừa chung thì ta có là UM bằng A cos omega t trừ 2B nhân cho L trừ X chia lambda cộng cho cos omega t trừ 2B L cộng cho X chia lambda cộng cho B. Áp dụng công thức lượng giác chúng ta tìm được là UM bằng 2A cos 2BX chia lambda trừ B chia 2 nhân cho cos omega t trừ 2B L chia lambda cộng B chia 2. Rồi từ cái phương trình này do làm tổ hợp tại điểm M đây, tìm được là cái biên độ của UM là A, nó sẽ bằng là 2A giá trị tuyệt đối của cos 2BX chia lambda trừ B chia 2. Rồi khi M là bụng sóng thì ta có là biên độ cực đại thì ta có cos 2BX chia lambda trừ B chia 2 thì bằng cộng trừ 1. Tại đây suy ra là 2BX B, tức là khoảng cách tới điểm B đó, chia lambda bằng B chia 2 cộng KB. Rồi suy ra là XB bằng K cộng 1 phần 2, rồi tất cả nhân lambda chia 2. Rồi rút cái 2 làm thừa chung, quy mẫu số lên. Ta có là 2K cộng 1 nhân lambda chia 4. Ở với K bằng 1, 0, 2, 3. Vậy thì cái điểm mà cách B một số nguyên lẻ lambda chia 4 nó là bụng sóng. Thì ta có là bề rộng của bụng sóng nó là B, nó sẽ bằng là 2 lần biên độ tổng hợp tại điểm M, hay là bằng 4 lần biên độ của nguồn. Rồi điểm M có biên độ cực tiểu tức là qua nút sóng khi cos của 2BX chia lambda trừ B chia 2 bằng 0. À, từ đây tôi suy ra là 2BX N với điểm bất kỳ đó, chia lambda thì bằng K B hợp đây XB cũng được. Từ đây suy ra XB sẽ bằng đây là K nhân lambda chia cho 2 với K bằng 0, 1, 2. Vậy điểm mà cách B một số nguyên lambda chia 2 ta gọi đây là nút sóng, còn với B là nút đầu tiên. Tôi biết rằng khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng kề nhau ở đó là lambda chia 2. Sau đây ta xét về viết phương trình sóng dừng trên hai trên sợi dây AB với A là cố định, B là đầu tự do như hình vẽ. Thì phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại B là nó là cùng pha, thành ra là UB bằng UB phẩy bằng A cos 2BFT. Gọi điểm M là điểm bất kỳ cách B khoảng là X, thì ta có là phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại điểm M thì có là UM bằng A cos 2BFT cộng 2BX chia lambda và U phẩy M bằng A cos 2BFT
trừ cho 2bs chia lambda. Phương trình sóng dừng tổng hợp tại điểm M ta có UM bằng UM cộng U phải M. Từ đây suy ra là UM bằng 2A cos 2bs chia lambda nhân cho cos 2bft. Dựa vào phương trình ta tìm được là cái biên độ dao động ngay tại điểm M ta có là AM bằng 2 lần 2A nhân giá trị tuyệt đối của cos 2bx chia lambda. Ta lưu ý là với x đó, là khoảng cách từ M đến đầu nút sóng, nhớ đây đầu nút sóng, thì biên độ của nó là AM bằng 2A sin của 2bx chia lambda. Còn với x là khoảng cách từ M đến bụng sóng đó, thì biên độ của nó AM sẽ bằng 2A nhân giá tuyệt đối của cos 2bx chia lambda. Trường hợp ta có là một dây đàn hồi căng ngang, một đầu buộc vào cần của máy rung và đầu kia vắt qua cái đồng gọc rồi móc vào cái quả nặng. Là khi thay đổi trọng lượng của quả nặng thì nó sẽ làm là lực căng dây tê, thì lúc đó là tốc độ truyền sóng trên dây nó sẽ thay đổi theo cái hệ thức là V bằng căng của lực căng dây chia cho mi, với mi là mật độ dài của dây, và t thì nó bằng là trọng lực, nó chính là lực căng. Mi là khối lượng của một đơn vị chiều dài dây, đơn vị tính bằng là 1 gram trên mét, hay là bằng là 0,001 kg trên mét. Rồi phần 3 là xác định cái vận tốc truyền sóng bằng hiện tượng sóng dừng. Thì ở đây là ta biết lambda, biết F, ta xác định được cái vận tốc truyền sóng theo hệ thức là V bằng lambda nhân cho F. Ví dụ như là một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định, thì qua sóng trên dây ta đếm được số bằng K, tức là số đây là số bụng sóng hay là nút sóng đó. Nó biết chiều dài của dây, người ta có là N bằng K nhân lambda chia cho 2. Từ đây suy ra là lambda sẽ bằng là 2N chia cho K. Vậy là V thì bằng lambda nhân cho F thì bằng là 2N chia cho K nhân cho F. Sau đây ta sẽ làm những bài tập mẫu điển hình. Bài 1. Một sợi dây đàn hồi AB được căng theo phương ngang, đầu A cố định, đầu B được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây. Biết tần số rung là 100Hz và khoảng cách giữa năm nút sóng liên tiếp là L bằng mét. Ta hỏi là tốc độ truyền sóng trên dây là bao nhiêu. Ở đây ta có là khoảng cách giữa năm nút sóng liên tiếp thì có điều kiện của sóng dừng là ta có là L thì bằng K lambda chia cho 2, mà ở đây là 5 nút thì vậy K bằng 4, là 4 nhân lambda chia cho 2, mà điều đề cho chiều dài L đây là 1m. Từ đây tôi suy ra được bức sóng là 0,5m. Rồi từ đó ta tìm được là tốc độ bằng V nhân lambda bằng lambda nhân cho F bằng 0,5 nhân 100 thì bằng là 50m trên dây. Sau đây là hình vẽ thế này. Đây. Ta có đây là được, đây là 4 bụng là K, 5 nút. Bài 2. Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số là 100Hz. Người ta thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tính vận tốc truyền sóng trên dây. Hai đầu dây cố định và 3 điểm khác đứng yên. Chạy đây là 5 nút, vậy K là bằng 4. Từ đó ta tìm được. Ta cho chiều dài dây L là bằng 2m.
tần số F là 100 Hz, rồi K bằng 4. Rồi từ đây tôi suy ra là N là bằng 4 nhân lambda chia cho 2. Rồi lambda thì bằng V chia F, 4 nhân V chia cho 2F. Tìm ra từ đây suy ra V bằng 2FN là chia cho 4 bằng 100 Hz. Bài 3, một sợi dây AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn vào một nhánh của amphoa, dao động điều hòa với tần số là 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với bóp buồng sóng. B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Hỏi là chiều dài của AB là bao nhiêu? Vậy ta có đây, dây AB đây có 4 bục. B coi là nút. Rồi đầu A cố định. Rồi ta cho tần số rồi, ta biết là K bằng 4 rồi, ta tìm được bài toán thôi. Rồi lambda thì bằng đây là V chia cho F. Rồi ta có đây là bằng 0,5 m. Từ đây ta suy ra B, thế thì K vào lambda biết rồi, 0,5 m, chia cho 2. Từ đây tìm được giá trị của AB, chiều dài của nó là bằng 1 m. Bài 4, một sợi dây AB bằng 50 cm treo lơ lửng với đầu A là cố định, khi đầu B dao động với tần số là 50 Hz, thì trên dây có 12 bó sóng nguyên. Điểm N cách A một đoạn là 20 cm sẽ là nút hay là bụng, nút sóng hay là bụng sóng thứ mấy kể từ A. Thế để ta cho là đây là đầu A cố định. Đầu B nó là bụng. Rồi trên dây đây là nó có là 12 bó sóng nguyên. Vậy là nó là K bằng 12. Nên ta có AB thì nó bằng đây là, tức là K nhân lambda chia 2 cộng cho lambda chia 4, tức là đầu cố định và đầu hở đó, do B đây là bụng này. K đây là bằng 12 và chiều dài AB ta cho là 50. Từ đây ta tìm được ra là bước sóng của nó là bằng 8 cm. Rồi mà ta cho khoảng cách N cách A đây là 20, phân tích ra so với cái lambda đây là bằng 8. Đó là tức là đây là 20 thì bằng 5 nhân 8 nè, chia cho 2. Hay là bằng đây là số nguyên lần của nửa bước sóng nè, 5 nhân lambda chia 2. Vậy thì N ở đây là, nó là nút, nút thứ 6, tính từ A. Tính sợi dây chiều dài L căng ngang, hai đầu nó cố định, trên dây đang có sóng dừng, với N là bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây nó là V. Tôi biết là lập biểu thức tính khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng. Người ta trong cái phần trước, cái phần công thức, người ta có là khoảng thời gian liên tiếp giữa hai giữa hai lần liên tiếp đó, mà sẽ duỗi thẳng đó. Tức là nó là T chu kỳ chia cho 2. Ở đây ta tìm được thế này. Rồi điều kiện có bụng sóng là N, nó bằng N nè, với N là bụng sóng đó, nhân cho lambda chia cho 2. Đây, lambda thì bằng V chia F, thì bằng N nhân V chia cho 2F. Từ đây suy ra F thì bằng là N nhân cho V chia cho 2L. Rồi F thì bằng 1 chia T, từ đây suy ra T thì bằng là 2L chia cho N nhân cho V. Như nãy vừa trình bày, thời gian mà giữa hai lần liên tiếp mà dây duỗi thẳng á, có là delta T thì bằng T chia 2, nó bằng là N chia cho N nhân cho V. 6. Trên một sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần nhất
Điểm bụng M cách nút gần nhất N một đoạn là 10 cm. Ở khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà trung điểm B của đoạn MN có cùng ly độ với điểm M là 0,1 giây. Thì biểu là tính tốc độ truyền sóng trên dây. Rồi, ta có cái hình vẽ thế này. Rồi, M là bụng. Tôi tượng trưng lại điểm M nằm đây. Và nút là N. Rồi, cách nhau đoạn lại đây là 20. Tôi hỏi là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp trung điểm B có đoạn MN có cùng ly độ với điểm M. Có cùng ly độ với điểm M. Mà đây là ta biết rằng là ly độ M đây là chính là biên độ cực đại này. Ta hỏi là tính tốc độ truyền sóng là bao nhiêu. Bây giờ ta xem nè. Ở đây giả sử đây lúc M là bụng, N là nút, thì ta có là cái ly độ của điểm B, tức là từ cái tâm vòng tròn ly độ là kéo cái điểm B ra, cắt cái vòng tròn này thì là B phẩy, hình chiếu B phẩy lên trên cái trục đứng này, nó chính là ly độ của điểm B, chứ không phải là từ B này, tại vì B này là đây là đường thẳng nối liền, còn khi nó dao động thì phải nằm trên vòng tròn này, tức là B phẩy. Bây giờ ta xem nè. Rồi, bây giờ vị trí giữa hai lần liên tiếp, ta kéo cái điểm M qua đây. Lúc này đây ta thấy là đó, rõ ràng là AB là trùng với cái ở cái ly độ cực đại. Rồi, và M xuống cái này. Vậy ta thấy đây là chính là nửa chu kỳ. Bây giờ khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp trung điểm MN có cùng ly độ với M chính là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà sợi dây nó vui thẳng như phần lý thuyết ta trình bày rồi. Còn không người ta giải theo hình vẽ cách này cũng là T chia 2. Ở vị trí đây là B phẩy rồi trở lại đây nó là T chia 2. Nó chính là nửa chu kỳ là T chia 2. Mà thời gian ta cho là đây là 0,1 giây. Vậy là suy ra T bằng 0,2 giây. Rồi, MN giữa điểm bụng và nút nó bằng lambda chia 4, nó bằng đây là 10. Và từ đây ta suy ra lambda là bằng 40. Biết lambda rồi, biết T rồi. Và từ đây ta tìm được là tốc độ truyền sóng trên dây V bằng lambda chia T bằng 200 cm trên dây. Khi có sóng dừng trên một dây AB hai đầu cố định với tần số là F1 thì thấy trên dây có 11 cú sóng. Nút sóng thì K bằng 10. Và muốn trên dây AB có 13 nút sóng thì K nó bằng 12 đó. K2 bằng 12 đó. Thì F2 phải có giá trị là bằng bao nhiêu. Ở đây ta áp dụng công thức điều kiện có sóng dừng thôi. Trong trường hợp đây F1 với K là bằng 10 thì AB bằng 10 nhân cho lambda 1 chia cho 2. Thế lambda bằng V chia F thì bằng 10 nhân cho V chia cho 2F1. Rút gọn đi, ta được là 5V chia cho F1, được đây là phương trình 1. Trong trường hợp là K bằng 12 tương ứng với F2 thì ta có đây là AB bằng 12 nhân là lambda 2 chia cho 2, tương tự như trên thay bằng là V chia F thì ta được đây là rút gọn đi, ta được là 6V chia F2. Rồi, từ 1 và 2 AB, AB, hai vế này bằng nhau. Rút gọn cái V đi. Thì ta tìm được là F2 nó sẽ bằng là 6 phần 5 F1. Bài tập 8. Sợi dây AB dài 1 mét, đầu A cố định, đầu B gắn với một cần rung có tần số thay đổi được và được xem là nút sóng. Ban đầu trên dây đang xảy ra sóng dừng. Bây giờ ta nếu tăng tần số lên là 30 Hz thì số nút ở trên dây nó tăng thêm là 5 nút. Biểu là tính tốc độ truyền sóng trên dây. Thì ở đây ta chỉ cần xét hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên cho nó là F1, sau đó là F2 thì sẽ bằng F1 cộng cho 30.
đó nè, và số cái nút đầu tiên nó là gia tay giả sử nó là K, thì ở đây là nó thêm là K cộng cho 5, từ đó ta xét ta giải ra. Rồi tần số ban đầu cho nó F1, rồi ta có AB bằng đổi ra, tức là lambda chia cho 2, thì ta đổi ra là V chia F thì bằng K nhân cho V chia 2F1, với K đây là báo sóng. Sau khi mà tăng tần số lên, tức là F2 bằng F1 cộng 30, thì số nút sóng tăng thêm là 5 nút, thì số báo sóng không tăng thêm là 5 báo. Rồi, người ta có là AB trong trường hợp sau, thì bằng là K cộng 5, rồi nhân cho V, chia cho 2, F2 nó là F1 cộng cho 30. Rồi, từ cái phương trình này, hai vế là bằng nhau, rút gọn cái V đi. Tìm được là F1 theo K, F1 rồi bằng đây là 6K. Rồi, người ta cho AB, chiều dài AB, và thấy cái gì K vào đây, ta tìm được là AB bằng V chia cho 1,2, mà AB 1 mét, từ đây ta tìm được là V, tức là tốc độ trường sóng trên dây là bằng 12 mét trên dây. Bài 9, sóng dừng trên một sợi dây có phương trình là U bằng 4 sinh BX chia 4 nhân cho cos của 20 BT cộng B chia 2 cm, trong đó X là tính bằng cm, T tính bằng dây. Câu hỏi là tốc độ truyền sóng dọc theo dây nó bằng là bao nhiêu. Rồi, ta có đây là biên độ sóng tại một điểm B, điểm M đó, cách B một đoạn đây là X, thì ta có theo cái phương trình là phương trình phần trước, người ta có A, biên độ của nó A thì bằng 2A nhân cho cos của 2BX chia lambda trừ B chia 2, giá tuyệt đối. Ở đây là ta đổi ra sin, ta đổi ra sin cos của 2BX trên lambda trừ B chia 2, ta đổi ra sin, nó bằng là 2A sin của 2BX chia lambda, đồng nhất hai phương trình. Từ đây ta suy ra đây, suy ra đây là BX chia cho 4, sẽ bằng đây là 2BX chia lambda, rút gọn cái BX đi, ta tìm ra được ở bức sóng lambda nó bằng đây là 8 cm. Bước biết lambda rồi, ta tìm được là tốc độ truyền sóng trên dây V bằng lambda như cho F bằng 80 cm trên dây. Bài 10, dây AB căng ngang có sóng dừng trên dây với phương trình dao động tại điểm M đó, cách B, M cách B, đoạn là X, là UM bằng A sin 2BX chia lambda cos omega T. Ta cho chu kỳ T bằng 0,02 giây, V tốc độ truyền sóng là 1,5 mét trên giây, chiều dài AB là bằng 15 cm, tìm biên độ dao động tại điểm M, nó cách B là 3,5 cm, và số nút sóng trên dây là bao nhiêu. Omega có là omega bằng 2B chia cho T, mà để cho tôi T rồi, đó nè, tìm được là omega bằng 100B gai ăn dây. Rồi thì bước sóng thì bằng V nhân T, V cho rồi, T biết rồi, ta tìm được nó là 3 cm, và cái khoảng cách từ M tới B X bằng 3,5 cm. Từ cái phương trình của M, OM bằng A sin 2BX chia lambda nhân cos omega T, ta có đây là cái biên độ của nó, biên độ ngay tại điểm M là A, thì bằng A nhân giá trị tuyệt đối của sin 2BX chia lambda,
thế giới trị x bằng 3,5 vào. Thì biên giao độ dao động ngay tại điểm MA thì bằng đây là sin A nhân cho sin 2B nhân cho 3,5 chia cho 3. Nó sẽ bằng là A căn 3 chia cho 2. Rồi bây giờ cái điểm A cách B là dây AB dài là bằng 15 để ta cho. Từ đây ta tìm được là biên độ dao động ngay tại điểm A thì nó bằng 0. Vậy A chính là nút. Vậy thì áp dụng công thức là điều kiện sóng dừng là có AB. Nó bằng K nhân lambda chia cho 2 với chiều dài AB là 15. Lambda thì ta tìm được đây là 3 cm. Ta tìm được đây là K đây là bằng 10. Với hai đầu dây hai điểm cố định thì số nút sóng cộng 1. Như vậy thì AB người ta có đây là 11 phút sóng. Bài 11. Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định ở trên dây M là một điểm nút, N là một điểm bụng gần nhất, Y là trung điểm của MN với MN là bằng 25 cm, tức là lambda chia 4. Tốc độ truyền sóng trên dây là 100 cm trên dây. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà ly độ dao động của phần tử tại N nó bằng biên độ dao động của phần tử tại Y nó là bao nhiêu. Ở đây ta có cái hình vẽ như thế này để cho đây là N, ở đây là bụng, M ở đây là nút, Y là trung điểm của MN. Là bây giờ từ cái điểm người ta nối cái cắt cái vòng tròn là tại điểm Y phẩy thì cái này nè, cái này đây là hạ đường chiếu Y phẩy xuống cái trục thẳng đứng này, cái này đây là chính là ly độ của điểm Y. Tại vì Y là trung điểm thì nó nằm trên cái chiều chấn động này, thành ra cái này đây là nó chính là ly độ của điểm Y chứ không phải tại điểm này. Bây giờ ta xác định xem cái ly độ của điểm Y là AI này, nó bằng là bao nhiêu. Để tính nhanh cái ly độ điểm Y thì ta có cái Y là trung điểm của MN, góc này đây sẽ là 45, con này nó 45. Từ đây ta suy ra được là AI sẽ bằng là AN căn 2. Rồi, ta có là giữa khoảng cách giữa bụng và nút nó là lambda chia 4. Mà ta cho MN là 25. Từ đây ta suy ra là bức sóng là bằng 100 cm. Rồi, chu kỳ dao động của phần tử trên dây là T thì bằng đây là lambda chia cho V. Lambda ta có rồi. V ta cho rồi. Ta tìm được là 1 giây. Bây giờ là biên độ dao động của phần tử tại Y với MI, đây là trung điểm của MN, thì nó bằng là 12,5 đó. Đó là người ta có là AI bằng là AN nhân cho cos của 2B MI chia lambda cộng B chia 2. Ta thế cái giá trị vào. Ta tìm được đây là nó sẽ bằng là AN căn 2. Vậy là AI đây nó bằng đây là AN. AN ở đây là coi như là biên độ của điểm N đó. AN căn 2. Cái này là biên độ của điểm Y. Rồi bây giờ ta mới lấy cái AI đây là nút màu xanh đây. Bây giờ ta hỏi là thời gian ngắn nhất mà ly độ của phần tử tại điểm N này nè nó bằng là biên độ dao động của phần tử tại điểm Y. Ở đây vẽ ta có nè, đây là trường hợp thứ nhất nè, đó ta thấy đây là AN nè, đây nó trùng với cái nó bằng cái biên độ của điểm Y, ly độ điểm Y đó.
Rồi. Từ đây chuyển qua đây. Đây là con Nghệ An ngắn ngắn nhất. Vậy nhìn trên hình vẽ ta biết là nó sẽ bằng gì là gì? Nó chính là cái này là góc vuông nè. Nó sẽ là bằng là T chia 4. Đó là. Vậy ta đều được là delta T nó sẽ bằng là T chia 4 mà T là bằng là 0,1 giây. Thì tìm được là 0,25 giây. Bài tập 12. Sóng dừng hình thành trên dây AB chiều dài của nó là L bằng 1,2 mét với hai đầu là cố định. Rồi nó có hai bụng sóng. Rồi biên độ dao động tại bụng á nó là 4 cm. Rồi hai điểm dao động với hai biên độ 2 cm á gần nhau cách nhau là bao nhiêu? Ở đây có hai bụng sóng mà hai đầu AB đây là cố định, là có hình vẽ thế này. Cái hai bụng thôi, điểm B nằm đây nè. Điểm B nằm đây. Ta cho là AB dài là 12 cm. Bây giờ ta giả sử ô đây là bụng nè. Đó nè. Và cái điểm M ở đây nè. So với ô nè, nó bằng đây là 1/2. Tương tự như vậy, người ta có đây điểm N nè. Nó cũng bằng đây là biên độ nó cũng bằng 1/2. Vậy ta hỏi là cái khoảng cách giữa hai điểm MN thì nó là bao nhiêu? Từ đây ta qua cái đề biểu diễn như thế này đây. Ta có vòng tròn, đây là vòng tròn tượng trưng cho đây là với biên độ. Điểm O đây là bụng. Trong vòng tròn tạm cho nó là H. Thì bây giờ cái điểm M nè nó là bằng một nửa. Tại vì cái bụng nó là 2 mà biên độ kia là 2. Vậy thì cái điểm M ở đây nó sẽ bằng một nửa nè. Một nửa. AM ở đây là bằng là cái AO chia cho 2. Và từ cái điểm tâm của vòng tròn này nè, ta nối điểm này ra, cắt vòng tròn ngoài đây nè. Vòng tròn ngoài đây là tượng trưng cho cái lambda. Tức là hai vòng tròn này nói về biên độ. Vòng tròn xanh xanh lá cây đây là biên độ, còn vòng tròn xanh dương ta nói về tượng trưng cho lambda. Ta kéo dài cái này ra, cắt vòng tròn này ngay, ngay đây tại điểm M. Ta có cái đoạn HB này nè. HB đây nó chính là đây là nó chính là giữa bụng và nút. Đó nè, B đây là nút. HB đây sẽ bằng là lambda chia cho 4 nè. Lambda chia cho 4. Đó nè. Vậy mà từ cái vòng tròn về lý độ nè. Người ta suy ra được cái góc này đây là 30 độ rồi. Đó nè. Thì cái chắc là giá HMQ đây là cái này là 30 độ. Hay nói khác là số đo cung của này MB đây là cũng là bằng 30 độ. Đó nè. Bây giờ vậy cái ta tìm khoảng cách giữa cái điểm M và nút B nè. Tức là ta tìm đoạn QB nè. Thì ta biết rằng đây là cái này đây là tương ứng nó là lambda chia 4. Về nói về trong vòng tròn về khoảng cách nó chính là lambda. Đó nè. Lambda. Còn thời gian cũng đây là nó hai khác, hai cái khác là vòng tròn nó về khoảng cách nó làm đa, nó thời gian nó chính là t. Đó nè. Người ta học cái phần trước rồi, những dòng hòa tính nhanh rồi. Đó nè. Nếu ta có cái số đo cung này MB này là bằng 30. Đó nè. Vậy cái thời gian mà điểm nó đi từ Q cho tới B hay từ B tới Q nó sẽ bằng này là 30 chia 360 nhân cho t. Nói về thời gian thì nó bằng là t trên cho 12. Đó nè. Còn nó tương ứng với là khoảng cách là bức sóng lambda thì nó sẽ bằng là lambda chia cho 12. Ta có là điểm M nó cách B đây là lambda chia 12. Tương tự như vậy điểm N cách B cũng là lambda chia 12. Vậy là tổng khoảng cách giữa hai điểm M và N nó sẽ là hai lần. Sau đây là bài giải. Rồi.
ta có đây AB nó bằng lambda, nó bằng đây là 12. Đó nè, ta gọi điểm O đây là bụng nè, MN đây là giao điểm với hai biên độ là 2 cm như trình bày trình vẽ đây. Đó nè, ta có HB đây là chính là đây là lambda chia 4 nè, và thời gian từ cho M cho tới B nó bằng này. Đó nè, nói về khoảng cách thì tương ứng đó chính là lambda chia cho 12. Vậy từ đây suy ra là x thì bằng là cái đoạn BQ là đoạn này. Đó là nó bằng lambda chia 12. Và ta bật có lambda đây là 12 là 1.2 m à. Đó là mà tính ra được đây là 10 cm. Đó là vậy thì khoảng cách giữa hai điểm MN nhân 2 lên nó sẽ bằng đây là 20 cm. Bài 13, một sợi dây mảnh AB không giãn, chiều dài là L, đầu B cố định, đầu A dao động, phương trình dao động tại điểm M cách A một khoảng cách x là OM bằng A sin 2B nhân cho L trừ x chia lambda, họ nhân cho cos omega t trừ 2B L chia lambda. Biết L là bằng 1.2 m, F là 100 m, tốc độ truyền sóng V bằng 40 m/s. Thì hỏi trên dây có sóng dừng không? Và nếu có, hãy xác định là các điểm nút và điểm bụng trên dây. Ở đây là ta có là biên độ dao động dựa vào trình phải tại điểm M. Thì ta có là A bằng là A sin 2B L là trừ x chia lambda. Vâng này. Và bây giờ điểm M có biên này cực tiểu á, là khi cái này bằng 0, tức là sin của 2B L là trừ cho x chia lambda là bằng 0. Vậy thì tôi được là 2B nhân L là trừ cho x N là bất kỳ điểm nào ở vị trí nào đó ở chia lambda thì nó bằng K nhân cho B. Rồi rút gọn đi. Vậy tôi suy ra là xN bằng L trừ K nhân lambda chia cho 2. Bây giờ tôi biết rằng là do AB là nút nên điều kiện để có sóng dừng á, thì tại cái thì AB nó là nút rồi đó nè, thì cái điểm xN là tức là ứng với điểm M mà bất kỳ thì nó là bằng xA. Thì lúc đó là tức là tương ứng với nút ngay tại điểm M cũng giống như là nút ngay tại điểm A, tức là xN là bằng xA, mà xA đây là bằng 0. Vậy từ đây tôi suy ra được là L bằng K nhân lambda chia cho 2 từ phương trình này. Trở về lý thuyết, ta đây là điều kiện để có sóng dừng là L bằng K nhân lambda chia cho 2, thì ngược lại ta có L bằng K nhân lambda chia 2, và kết luận rằng là đây là nó có sóng dừng. Và bây giờ ta hỏi là số các điểm nút và bụng trên dây. Ta có là biết L bằng 1.2, F bằng 100, S, V bằng 4 m/s. Lambda thì bằng là V chia F thì bằng là 0.4 m. Ta thế tất cả giá trị vào đây. Đó nè, ta tìm được ra K đây là bằng 6. Với hai đầu cố định, K bằng 6 đây tương ứng với là bụng. Nút thì lớn hơn 1 là 7. Vậy là ta có trên dây, ta có sóng dừng là 7 nút sóng và 6 bụng sóng.